Đức Phật còn đi sâu hơn nữa. Nhưng rốt cuộc, tại sao có sự ràng buộc? Và vấn đề trở nên rõ ràng. Một ham muốn nảy sinh, ham muốn những gì quý vị mong muốn. Quý vị muốn sở hữu nó, quý vị muốn giữ nó lại. Quý vị phát sinh ra sự ràng buộc một cách mãnh liệt vào ham muốn này, và rồi lòng ham muốn mau chóng trở thành sự ràng buộc, bám víu. Hoặc giả, quý vị không muốn một điều gì đó, quý vị muốn dẹp bỏ nó, nhưng quý vị không thể dẹp nó được. Ồ, ham muốn ấy trở thành bám víu, trở thành ràng buộc, và khổ đau bắt đầu. Tại sao có ham muốn ấy? Đức Phật đã không chơi trò chơi trí thức, Ngài cũng không đọc hay bàn luận kinh điển. Ngài thực nghiệm như một khoa học gia, cái gì đang xảy ra ở sâu tận bên trong. Một mong ước nhỏ bé xuất hiện, quý vị bắt đầu thích nó. Rất nhanh, mong ước ấy trở thành ham muốn. Một mong ước nhỏ bé muốn loại trừ một điều gì đó biến thành sự ghét bỏ. Ồ, tan hà. Ngôn ngữ thuở ấy gọi sự thèm khát là tan hà. Tanha paccaya upadana. Ham muốn biến thành ràng buộc. Những mong ước nhỏ bé biến thành ham muốn, ham muốn biến thành ràng buộc. Ngay đến những mong ước nhỏ bé này, tại sao thế? Nguyên nhân là gì? Vấn đề trở nên rõ ràng. Ngài đã chứng nghiệm nó. Vedana paccaya tanha. Những cảm giác này trên cơ thể. Khi quý vị cảm nhận được cảm giác trên cơ thể và cảm giác ấy là dễ chịu, quý vị bắt đầu thích những cảm giác ấy. Rồi cái thích sẽ mau chóng biến thành ham muốn, ràng buộc. Khi quý vị cảm thấy cảm giác khó chịu, rất mau chóng cảm giác khó chịu biến thành ghét bỏ, giận dữ. Quý vị muốn trừ khử nó, quý vị mong muốn trừ khử nó. Ồ, chính các cảm giác ấy. Vedana paccaya tanha. Paccaya có nghĩa là nguyên nhân, Vedana có nghĩa là cảm giác. Cảm giác là nguyên nhân của sự ham muốn, rồi ham muốn này biến thành ràng buộc. Tại sao có những cảm giác này? Nguyên nhân là gì? Ngài đã thực nghiệm, tìm tòi những gì đã xảy ra. Passapaccaya vedana. Có sự xúc chạm. Và ngay khi có sự xúc chạm, chắc chắn có một cảm giác trên cơ thể. Sự xúc chạm giữa cái gì với cái gì? Sau cửa giác quan này, mắt. Xúc chạm giữa mắt với hình dáng, hình thể, màu sắc, ánh sáng nào đó. Đối tượng của mắt. Khi có sự xúc chạm, chắc chắn có cảm giác. Đối tượng của cửa thính giác. Khi âm thanh tiếp xúc với cửa thính giác, chắc chắn có cảm giác. Cửa khứu giác. Mùi vị tiếp xúc với mũi chắc chắn đem lại cảm giác. Cửa vị giác. Hương vị tiếp xúc với cửa này chắc chắn đem lại cảm giác. Cửa xúc giác. Xúc chạm với cái gì cụ thể chắc chắn có cảm giác. Và cửa tâm ý. Bất cứ tư tưởng nào, bất cứ xúc cảm nào chắc chắn có cảm giác trên thân thể. Ồ, xúc chạm. Tại sao có xúc chạm? Rất đơn giản. Sarayatan paccaya passa. Vì sáu giác quan nên có xúc chạm. Passa có nghĩa là xúc chạm. Sarayatana có nghĩa là sáu cửa giác quan này. Một khi người ta còn có sáu giác quan này, chắc chắn nếu không có xúc chạm này thì có xúc chạm khác. Nếu không qua cửa giác quan này thì qua cửa giác quan khác, với đối tượng tương ứng riêng của chúng. Toàn thể thế giới này có đầy rẫy các đối tượng tương ứng. Như vậy, có xúc chạm vì chúng ta có sáu cửa giác quan cùng với những đối tượng tương ứng. Tại sao lại có sáu giác quan này? Nguyên nhân của nó là gì? Rất rõ ràng. Nam rupa paccaya sarayatana. Vì cơ cấu thân và tâm nên có sáu giác quan. Nama có nghĩa là cơ cấu tinh thần. Rupa có nghĩa là cơ cấu thể xác. Tổng hợp của cả hai cơ cấu này, ngay khi sự tổng hợp này bắt đầu, có nghĩa là dòng chảy của sự sống bắt đầu, sự liên tục của sự sống này bắt đầu. Nó bắt đầu bằng sáu cửa giác quan này. Tại sao sự sống của thân và tâm bắt đầu như thế? Điều này rõ ràng lắm. Vinyana paccaya nama rupa. Bởi vì luồng tâm thức này luôn luôn hiện hữu. Ngay khi một kiếp sống chấm dứt, luồng tâm thức này tiếp xúc với một sự sống khác và nảy sinh ở một chỗ nào khác.
nó cứ tiếp tục nảy sinh diệt đi, nảy sinh diệt đi. Vào lúc chết nó diệt đi, rồi nó lại khởi lên một chỗ nào khác, trong một kiếp sống khác, một cơ thể khác, và bắt đầu trôi chảy theo cùng một kiểu cách. Vinyana paccaya namarupa. Tại sao lại có vinyana này? Nguyên nhân của nó là gì? Thật quá rõ. Sankhara paccaya vinyana. Bởi vì các hoạt động có chủ ý của tâm đã diễn ra. Tất cả các hoạt động có chủ ý của tâm này chịu trách nhiệm cho thức khởi lên trong khoảnh khắc kế tiếp. Vào khoảnh khắc này tôi khởi lên một sankhara. Quý vị sẽ được nghe đi nghe lại chữ này. Sankhara là hoạt động có chủ ý của tâm. Khi quý vị tạo ra một sankhara, vào khoảnh khắc kế tiếp sẽ có thức nảy sinh. Quý vị tạo ra sankhara, vào khoảnh khắc kế tiếp sẽ có thức nảy sinh. Vào lúc chết, một sankhara nằm rất sâu, như vết khắc sâu bằng dùi đục và búa trên đá. Sankhara này sẽ trồi lên trên bề mặt, tạo ra một sức đẩy mạnh và thức nảy sinh ở một chỗ nào khác. Như thế, luồng tâm thức ấy tiếp tục là do sankhara này. Tại sao lại có sankhara này? Thật rõ ràng. Avijja paccaya sankhara. Vì vô minh nên có hoạt động, có chủ ý của tâm. Ô, vô minh, vô minh. Mọi người tạo ra sankhara chỉ vì vô minh. Vô minh nào? Vô minh không phải vì người ta không đi học trung học hay đại học. Vô minh không phải vì người ta không đọc kinh điển. Vô minh không phải vì người ta không nghe thuyết pháp. Không phải vậy. Vô minh ở mức độ thực nghiệm. Người ta không biết khổ đau này sinh sâu tận bên trong như thế nào, có cảm giác khắp nơi như thế nào, và với các cảm giác dễ chịu, người ta phản ứng bằng sankhara ham muốn ra sao. Với cảm giác khó chịu, người ta không ngừng phản ứng bằng sankhara ghét bỏ như thế nào. Toàn thể tiến trình này tiếp diễn sâu tận bên trong, và ở ngoài mặt người ta không hay biết gì về những gì đang xảy ra. Tiến trình gia tăng gấp bội này tạo ra khổ đau, gia tăng gấp bội khổ đau, tạo ra khổ đau, tạo ra sankhara, gia tăng gấp bội sankhara. Ồ, chỉ vì vô minh, vô minh.